Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bác Ba Sạo với dân tộc, giờ lớp hậu sinh lại đem lời bác ra bốc phét với toàn dân. Tối ngày 10 tháng 9, trong buổi hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden, ông Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang hiện thực hóa nguyện vọng của Hồ Chí Minh. Ông Trọng nói rằng Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ sau khi Việt Nam giành được độc lập là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới. Đây là ý đồ Đảng Cộng sản đề ra, mục đích là đánh bóng với tư tưởng vượt thời đại của ông Hồ Chí Minh. Bước trước đó 2 ngày, tờ báo Dân Chí có bài viết Tổng thống Biden thăm Việt Nam, một cột mốc hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ. Bài báo này dẫn lời lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là cột mốc để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Henry Truman vào năm 1946. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nói rằng, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Việt Nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt. Cũng theo ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Người ta vẫn thường chia sẻ câu đừng nghe những gì Cộng sản nói. Nếu ông Hồ Chí Minh mong muốn kết giao với Mỹ thời Tổng thống Mỹ Henry Truman là thật thì ngay sau đó ông đã đem hàng triệu sinh mạng của Việt Nam nướng vào lò lửa chiến tranh năm 1954 đến năm 1975. Điều này đã phủ định ý muốn của chính ông vào năm 1946. Chính ông Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Trung ương Đảng, tức là Tổng bí thư theo chức danh hiện nay, đã từng nói rằng ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Như vậy, rõ ràng khi đứng giữa hai ngọn lửa, bắt tay với Mỹ để tốt cho dân tộc và làm tay sai cho Nga và Tàu, thì ông Hồ Chí Minh đã chọn phương án thứ hai, đó là làm tay sai cho Nga và Tàu. Như vậy, chính hành động của Hồ Chí Minh đã phủ định lại nội dung lá thư mà ông đã viết cho Tổng thống Mỹ Henry Truman trước đó. Trong trường hợp này, lấy lời ông Nguyễn Văn Thiệu nói rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm mà áp dụng với ông Hồ Chí Minh thì không sai tí nào. Nói theo ngôn ngữ bình dân của người miền Nam là Bác Hồ đã ba sạo với cả dân tộc. Hãy cùng nhìn những gì mà Cộng sản Việt Nam làm. Kết nối với Mỹ, mục đích của Đảng chỉ là cứu lên nền kinh tế vào năm 1986. Sau 11 năm Cộng sản cai trị toàn lãnh thổ, người dân Việt Nam đói rách và không thua gì thời kỳ năm 1945. Vứt bỏ nền kinh tế bao cấp là giải pháp cứu Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải cứu dân, vì Đảng sợ cùng tắc biến. Rồi sau đó là kết nối với cựu thủ Mỹ chỉ vì mục đích kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam kiếm khoảng 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm khi làm ăn với Mỹ, trong khi đó, giữa Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp định thương mại tự do FTA nào cả. Cho nên, con số 50 tỷ đô la xuất siêu sang thị trường Mỹ khá mong manh. Nếu một ngày đẹp trời, Mỹ chỉ cần đóng hờ cửa nhập khẩu hàng của Việt Nam là, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ rất khó trụ nổi. Bởi nền kinh tế Việt Nam đang thặng dư thương mại với Mỹ rất lớn. Nói một cách dân dã thì, Đảng Cộng sản bắt tay với Mỹ là để kiếm tiền. Đấy chỉ mới là về thặng dư thương mại, còn về kiều hối thì kiều hối từ Mỹ đưa về Việt Nam chiếm phần lớn nhất trong miếng bánh kiều hối mà Việt Nam nhận được mỗi năm. Bởi vậy, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam bao lâu nay cũng chỉ là giúp ích cho kinh tế là chính. Còn về chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gần Trung Quốc hơn. Lớp hậu sinh thì lấy lời bác ra mà bốc phét. Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ được đánh giá là Đảng Cộng sản đi thêm một bước nữa để việc làm ăn với Mỹ tốt hơn mà thôi. Dù nâng cấp quan hệ thì Đảng Cộng sản cũng không dám tách rời khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Chẳng phải trước khi tiếp Tổng thống Mỹ Biden thì ngày 5 tháng 9 ông Trọng đã tiếp Lưu Kiến Siêu là trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đấy là thông điệp rất rõ ràng cho Đảng Cộng sản sẽ không theo lời bác trong thư gửi ông Tổng thống Henry Truman, mà theo ý bác là làm nô lệ cho Tàu như thời ông Lê Duẩn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin hôm nay với bản tin Bác Ba Sạo với dân tộc,
giờ lớp hậu sinh lại đem lời bác ra bốc phét với toàn dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Bộ Công an lại tiếp tục bịt miệng các ý kiến khác biệt. Tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam hình sự hóa rồi chuyển tự do ngôn luận của công dân đang diễn ra ngày một nghiêm trọng trở thành tội phạm. Bất chấp Điều 25 Hiến pháp vào năm 2013 đã quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình theo pháp luật quy định. Ở Việt Nam chỉ tồn tại duy nhất một hệ thống truyền thông do nhà nước kiểm soát và quản lý. Còn hệ thống báo chí xuất bản tự do của các cá nhân hay các tổ chức xã hội dân sự bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ, đàn áp và triệt hạ thẳng tay. Việc Việt Nam thường xuyên bị xếp hạng gần cuối bảng về tự do báo chí là những thông tin chứng minh rõ ràng nhất. Mới đây, Việt Nam bị xếp hạng cuối bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022. Việc nhà văn Tạ Duy Anh, Facebooker Lao Ta mới đây đã bị đình chỉ tài khoản trên mạng xã hội Facebook với lý do nhà văn này can đảm sự thật là một minh chứng lần nữa. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 1. Đó là kết quả sau nhiều năm Việt Nam dùng luật lệ và chính sách thuế khóa để ép buộc các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok phải kiểm duyệt nội dung bị nhà nước coi là xấu, độc. Và con số những tài khoản cá nhân bị vô hiệu hóa trên mạng xã hội Facebook, YouTube đang gia tăng. Mới đây nhất vào ngày 8 tháng 9, truyền thông nhà nước đưa tin nhà nước đã quyết định thành lập Hiệp hội An ninh mạng với mục đích ngăn chặn kẻ xấu hạ uy tín lãnh đạo đảng. Ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội. Phát biểu tại lễ ra mắt Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, một trong lý do thành lập cơ quan này là để ngăn chặn một số trường hợp kẻ xấu lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền hạ uy tín của lãnh đạo đảng hoặc công kích, kích động biểu tình, chống phá. Theo phát biểu của ông Tô Lâm, ngoài việc ngăn chặn kẻ xấu hạ uy tín lãnh đạo đảng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia còn được giao nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền mạng, kiểm soát không gian mạng, làm chủ dịch vụ và phát triển nhu liệu. Theo đó, Hiệp hội sẽ đóng vai trò như tấm khiên để bảo vệ an ninh, lợi ích, chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng. Hiệp hội sẽ kiến tạo nền an ninh mạng Việt Nam, hình thành thị trường an ninh mạng có giá trị cao trên bản đồ quốc tế. Tạo các tập đoàn, công ty về an ninh mạng mạnh được thế giới công nhận. Theo giới quan sát, việc chính quyền Việt Nam thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát buộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok gỡ bỏ những bài đăng video clip xấu độc, nghĩa là họ muốn bịt miệng các ý kiến khác biệt, không tuân thủ theo sự chỉ đạo của Đảng. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm và đại diện các đơn vị tham gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Vietnamnet dẫn lời báo cáo của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử ngày 30 tháng 6 cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiến hành ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, Facebook gỡ bỏ 2.549 bài viết, 12 tài khoản, trong khi YouTube gỡ bỏ 6.101 video, 7 kênh, còn TikTok thì gỡ 415 liên kết và 149 tài khoản, với lý do vi phạm quy tắc cộng đồng hay các quy định quản lý của nhà nước. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên tố cáo các tổ chức do nhà nước Việt Nam thành lập, gồm các lực lượng dư luận viên và lực lượng 47 mà họ gọi là tác chiến mạng, thường xuyên làm nhiệm vụ báo cáo các tài khoản mạng xã hội YouTube và Facebook để vô hiệu hóa các trang cá nhân thuộc thành phần mà họ cho là phản động và thế lực thù địch. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và nhiều cá nhân tổ chức bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước đã nhiều lần từng cáo buộc các công ty như Google, Facebook đã đầu hàng, làm ngược lại nguyên tắc tự do thông tin và chiều theo đòi hỏi của chế độ độc tài toàn trị tại Hà Nội. Như vậy, Google và Facebook
đã tiếp tay cho chính quyền Việt Nam vô hiệu hóa quyền tự do ngôn luận của người dân. Cách đây 78 năm, Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1946 đã thông qua Hiến pháp, trong đó Điều 10 Hiến pháp ghi rõ công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Trong luật tiếp cận thông tin và luật báo chí được Quốc hội Việt Nam ban hành vào năm 2016, có những quy định cụ thể để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân. Điều 11 luật báo chí năm 2016 quy định rõ công dân Việt Nam được quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí với các tổ chức và cá nhân. Các đại biểu dự hội nghị Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 1. Mặc dù vậy, nhưng trên thực tế cho thấy quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đã bị giới hạn và ngày càng bị siết chặt. Công dân Việt Nam không được ngôn luận tự do và không được thực hiện quyền tự do biểu đạt. Bản chất của quyền tự do ngôn luận là phải để cho người dân có quyền tự do bày tỏ chính kiến. Nói như ông Hồ Chí Minh, lãnh đạo của họ thì đại ý là dân chủ là làm cho người dân được mở miệng. Mà nếu chính phủ không làm tốt thì dân có quyền đuổi chính phủ. Thế nhưng rõ ràng quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay được hiểu rằng chỉ sử dụng để ca ngợi Đảng và chính quyền theo định hướng. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu ai lạm dụng để xâm phạm lợi ích của các cá nhân hay tổ chức sẽ được điều chỉnh bằng luật dân sự, chứ không thể tùy tiện hình sự hóa như Việt Nam hiện nay. Bằng việc siết chặt và gia tăng các biện pháp quản lý, rõ ràng chính quyền Việt Nam đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do biểu đạt của người dân được ghi trong hiến định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin của Thời báo.de ngày hôm nay, thành lập Hiệp hội An ninh quốc gia, Bộ Công an lại tiếp tục bịt miệng các ý kiến khác biệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.